tối 22 tháng 6, lễ trao giải chiếc cúp vàng của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải SIFF lần thứ 26 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng tham dự với tư cách chủ tịch ban giám khảo. Bên cạnh đạo diễn Trần Anh Hùng, các thành viên khác của ban giám khảo năm nay gồm có đạo diễn kiêm biên kịch Rob De Heer của Úc, đạo diễn Matthias Gassner của Đức, nam diễn viên Lương Gia Huy của Hồng Kông, đạo diễn Santiago Mitre của Argentina, đạo diễn Son Tha-gyan của Tây Tạng và thành viên nữ duy nhất là Minh Tinh Châu Tấn. Theo Hollywood Reporter, giải chiếc cúp vàng quan trọng nhất dành cho phim hay nhất của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải 2024 thuộc về phim The Divorce của Kazakhstan do Dania Salamat đạo diễn. Bộ phim khám phá chủ đề hôn nhân, tôn giáo và quyền phụ nữ qua câu chuyện của một cặp vợ chồng đang vật lộn với viễn cảnh ly hôn. Đạo diễn Trần Anh Hùng là người trao giải thưởng quan trọng này cho đạo diễn Dania Salamat. Ban giám khảo liên hoan phim khen ngợi cấu trúc tinh tế của phim The Divorce khi có sự hòa trộn của hài kịch, trò hề và bi kịch. Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 26 khai mạc ngày 14 tháng 6 đã quy tụ các nhà làm phim và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện đã tạo ra một nền tảng chiếu phim trực tuyến, ra mắt xe buýt chủ đề liên hoan phim ngoại tuyến và các hoạt động khác nhằm tôn vinh điện ảnh. Romelu Lukaku đang là cầu thủ kém may mắn nhất Euro 2024. Lẽ ra đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Euro 2024, nhưng không may cho tiền đạo của tuyển Bỉ là giải đấu có VAR. Công nghệ hiện đại này đã từ chối bàn thắng của Lukaku đến 3 lần khi tiền đạo chủ lực của đội tuyển Bỉ sút tung lưới Slovakia và Rumania tại vòng bảng. Trong cả 3 tình huống, niềm vui của Lukaku bị dập tắt sau khi anh ăn mừng bàn thắng. Đã 2 trận, mất 3 bàn thắng. Lịch sử các vòng chung kết Euro và World Cup kể từ khi áp dụng VAR chưa từng có cầu thủ nào rơi vào tình cảnh như thế. Theo dữ liệu của WhoScore, Romelu Lukaku là cầu thủ có chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao nhất Euro 2024 tính đến lúc này với 1,77 bàn. Với những cơ hội có được, Lukaku lẽ ra phải có 1-2 bàn thắng nếu khả năng tận dụng của anh ở mức trung bình. Anh cũng là cầu thủ chạm bóng trong vòng cấm đối phương trong một trận đấu nhiều thứ hai, chỉ kém đồng đội Jeremy Doku. Tuy nhiên, thành tích ghi bàn thực tế của Trần Sút 31 tuổi lại là con số không tròn trĩnh. Năm 2022, Lukaku bị biến thành trò cười vì những pha bỏ lỡ khó tin trong trận đấu quyết định khiến đội tuyển Bỉ không vượt qua được vòng bảng World Cup.